Dạ, xin chào cả các anh chị, mình quay trở lại kênh ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Cũng chỉ giới thiệu anh chị mình đó là hàng mặn giống thôi. Và trước tiên là cũng giới thiệu anh chị mình mấy cây bự bự đẹp đẹp coi ha. Cây thì vô thành phẩm vậy nè các anh chị. Thì cũng giống như mấy cây đó là cũng vô thành phẩm nha các anh chị. Mà mỗi cây mà bự vậy là vô là khoảng 6 cái dây nha các anh chị, 6 cái dây nhôm. Còn mấy này thì vô ít hơn. Vô chừng khoảng 300-400 gram, gần nửa ký thôi. Đây, hàng này thì hàng thành phẩm nha, ra chậu mỹ nghệ hết rồi, chậu đẹp nha các anh chị. Đấy, cái này hoành 24 nè. 24, chiều cao là 50, chiều cao 50, tán ngang này là 80 nha các anh chị. Tại cây theo kiểu dáng bài á. Dáng bài tán ngang nó tới 80 được. Cây này ghép 3 4 5 6 7 8 bò. Ghép có 8 bò rồi ha. Đó, ghép 8 bò thì tay cành thì nó cũng tương đối đều ha. Vô chậu kiểu rất là đẹp luôn. Mấy cây này thường thường nếu mà có anh chị mình đặt hàng thì ship đi chậu của anh chị mình luôn á. Cây thì cứ bộ đế nè, anh nhìn dưới nè, dáng nằm rất là đẹp nha anh chị. Đấy. À, cây này là nhị ngọc toàn lá cẩm thạch, có cái bông nè anh chị, nhưng mà bông này là bị con sâu nó cắn rồi, coi như là bỏ rồi đó. Thì mơi mốt hiện đó nó ở cái bông, mấy cái bông này thì giới thiệu anh chị mình xem, tại cái bông nó chớm nó trắng trắng nè ha. Nhị ngọc toàn lá cẩm thạch, đông bông như nhị ngọc toàn thường thôi. Này thì nụ nó ôm nụ kim thì nó cũng có khá và cái nụ to to rồi. Nên mấy này có anh chị mình chích nụ mình làm chơi Tết được rồi nha. Nó cũng ôm nụ có ba cái nó nở á. Tay cành đều. Cây này không lên mã số nha anh chị, quay của anh chị mình xem trước thôi ha. Thì cây này hoành 24. Tán ngang từ bên đây qua bên đây 80 cm ha. Chiều cao là 5 tấc nha anh chị. Chiều cao thì nó không cao không rồi đó, tại cây dáng bài thì nó không cao không ha. Thì cái này thì có anh chị mình cần mà tùy theo cái xa gần á thì sẽ báo giá của anh chị mình sao cụ thể sao, tại vì tùy theo xa thì nó sẽ cái phí ship nó sẽ khác nha anh chị, chứ gần thì phí ship nó khác. Máy này thì đa số là ship chậu luôn. Cái chậu này nó rất là nặng nha, chậu này là chậu đá nha anh chị, chậu này giả đá rất là nặng ký nha, chứ không phải như mấy cái chậu kia. Chậu kia thì nó dễ, nó đơn giản rồi, là con tháo bầu ra được. Mấy cái này thì ship đi luôn chậu nha anh chị. Nhưng mà cây này thì giá nó trên dưới là khoảng trên 2 ha, trên 2. Thì tùy theo của anh chị mình, cái sở thích của mình sao thì con sẽ báo giá cho anh chị mình xem. Rồi sau thì con sẽ giới thiệu anh chị mình mấy cái hàng trung trung cho anh chị mình chơi Tết ha. Dạ thì tiếp tục là chiều hôm nay là cũng lên có anh chị mình tiếp tục ít cái hàng cây mai giống ha. Thì đầu tiên là con lên cây Tân Châu Bảy Tạo. Đây, lô Bảy Tạo thì lô này là con mới ra nắng nha con chị, mới ra nắng thì nó cũng có ba cái nó già già, lá nó bự chảng rồi. Lô này phôi này thì nó cũng hơi cứng ha, có một cái lô hôm bữa phôi thì nó hơi cũ á, nhưng mà con ghép mấy cái cây trước thì nó sẽ cứng cáp hơn. Lô này thì nó còn hơi đỏ, nhưng mà cái này khởi này là ship đi được nha con chị. Tân Châu Bảy Tạo, loại này thì lá tảng lá nó rất là to, rất là bự mập luôn nha con chị. Đấy, cây này về con chị mình cắt lấy bo thôi, chiều cao con chị mình thấy lá nó bự chào á luôn ha. Đo thử của anh chị mình xem chiều hoành củ đế nó cũng được nha. Cây này con ghép hai bo nhưng mà cây này còn có một bo thôi. Đây thì giá mềm mềm cho anh chị mình về mình cắt lấy bo được thôi, chứ cái loại này thì mới ra Tết năm nay chắc cũng chưa có bông nhiều thôi. Đó. Nè, cây này hoành phần chín nè ha, hoành phần chín nè. Chiều cao cây này là khoảng 2 tấc thôi nha anh chị, chiều cao khoảng 2 tấc thôi, gan ta là khoảng 2 tấc. Cái mã số 1 đầu tiên cái Tân Châu Bảy Tạo này thì cây này thì giá là 200k. 200 bao ship rồi nha các anh chị. Đây, thì các anh chị mình thấy ha. Tại lớp gà giống thì nó hơi mới thì nó sẽ giá nó hơi cứng hơn tí xíu thôi nha các anh chị. Mã số 1 Tân Châu Bảy Tạo giá là 200 bao ship. Dạ cây kế tiếp cây mã số 2, cây này thì bo nó ngắn hơn tí xíu. Cây này thì có thể là nhận gửi cho anh chị mình chăm thêm của anh chị mình chừng vài ba bữa nha các anh chị. Vài ba bữa nữa ha. Nhưng mà cái này cũng ship đi được rồi, nó không thành vấn đề tại bo nó mập tù lù quá nha các anh chị. Bo mập tảng lá to rồi. Tại vì mấy cái này thì cây này thì đế nó đẹp hơn cây hồi nãy nha. Cây này cũng ghép hai bo luôn, tàn nhánh thì nó chưa có nhiều, bo thì nó mập mà lá nó đều rồi. Giống thì nói chung bán giống ra thì đảm bảo của anh chị mình nha, tại vì con gây gan lần nó không có được nhiều á, vườn ta lớn thì người ta gây nhiều, chứ vườn con nhỏ nhỏ thì gây lần mới có ít vậy thôi, chứ nó cũng không có nhiều hung ha. Cũng đo chiều hoành của anh chị mình xem nè. Cây này hoành khoảng 10 nha, hoành khoảng 10. Cây mã số 2 Tân Châu Bảy Tạo, cây này ghép hai bo nè, bo thì nó mập thù lũ đang ra luôn. Đó. Thì nếu có anh chị mình muốn gửi thì con sẽ để gửi cho anh chị mình thêm vài bữa nữa, còn không thôi thì muốn ship liền cũng ship được liền luôn. Cây ghép hai bo cây Tân Châu Bảy Tạo mã số 2, cây này thì giá là 300k bao ship ha. Giờ cây kế tiếp cây mã số 3 này thì con cũng lên cây Tân Châu Bảy Tạo luôn.
chang luôn nha anh chị, nhưng mà cây này thì lá nó mập nó mướt hơn nè. Cây thì con đều ghép chột hết nha anh chị, ghép chột hết, vô dây thì vô dây sẵn của anh chị mình về luôn nha, dây dày là ship rồi. Nói chung là khi mà đọt nó non đang ra thì con vô dây nó không có cứng nha anh chị, con chỉ có vô lơi lơi thôi, tại cây nó còn ra nó cành nó nhánh nó còn mập nữa. Thì cái này hoành nó không to đâu, nhưng mà được có một cái là nhiều bo hơn cây nãy thôi. Đó. Lên của anh chị mình xem này, cây này thì hoành của nó cũng khoảng 10 thôi, cây ghép 3 bo tàn nhánh nó mập, nó nhiều bo hơn cây kia. À, cây này thì giá là 400k bao ship của anh chị mình luôn ha, 400k bao ship. Củ đế này nó cũng được nha anh chị, cũng tân trao bảy tạo luôn, cây mã số 3. Dạo qua cây số 4, số 4 này là con lên cây dảo như ý ha, cây dảo như ý tàn nhánh đều, củ đế to nha anh chị. Cây này thì hoành nó được 11 nha, cây này hoành nó củ lớn lắm nha anh chị, tại tay cành thì nó cũng khá đó. Đó cho anh chị mình xem, cây củ rất lớn nha, chứ không phải như mấy cây nhỏ nhỏ. Cây nhỏ nhỏ thì giá nó tầm 200 thôi, còn mấy cây này thì nó bự hơn, nhưng mà nó cũng không chênh lệch nhiều nha anh chị. Tại củ đế thì nó không có chênh lệch nhiều, nên giá nó cũng tương tương vậy thôi ha. Đo của anh chị mình xem đây nè, đây, chiều hoành ha. Hoành này nó cũng khoảng 13 đó, cây này hoành 13. Thường là con sẽ trừ hao cho anh chị mình hết ha, chứ củ đế mấy cây nào mà con lên toàn là củ đế lớn không à, đế hàng chân nôm nữa nha anh chị. Cây này thì một cây dảo như ý, cây này giá là 220 bao ship của anh chị mình luôn, mã số 4 ha. Giờ qua mã số 5. Số 5 này thì con cũng lên cây tương tự như cây nãy luôn, củ đế nó cũng rất là bự, rất là đẹp nha anh chị. Đây, mọi cái lớp đất này ra thì sáng cây hơn rất là nhiều nha. Tại này là con chưa có môi thôi. Đó. Cũng đo hoành của anh chị mình xem thử nha. Hồi nãy là số 4 rồi, tới tiếp tục cây này mã số 5. Cho anh chị mình thấy đây ha. Đó. Nè, cây này hoành nó cũng 11 rưỡi nè. Nó cũng khá là to ha, nhưng mà cây này thì đế nó đẹp hơn cây nãy nha các anh chị. Tận đế tàn thì nó đẹp hơn, cây này cũng giá 220 bao ship luôn. Này là cây dảo như ý luôn nha anh chị, dảo như ý. Cây cũng khá là đẹp nha, cây này mã số 5 ha, 220k bao ship. Và đây là qua mã số 6. Số 6 thì cây nhỏ hơn, cỡ này thì 200 thôi anh chị, nhưng mà toàn nhánh bo thì nó đều, cây cũng ghép 2 bo. Hồi nãy cây cũng ghép 2 bo, cây này cũng ghép 2 bo luôn ha. Nói chung là nó đủ giá hết cho anh chị, mình thích giá rẻ thì cũng có, mà giá nó cứng hơn tí xíu, bự hơn tí xíu cũng có cho anh chị mình luôn nha. Mà mấy cái giống thì cũng tùy theo cây nha anh chị, chứ không phải giống nào con cũng có ghép đủ hết nha. Cây này thì hoành 11 nè, nhưng mà nó dướng cái sợi dây kẽm thì tính 10 thôi. Đó, cho anh chị mình thấy đây ha. Rồi, cây này thì giá là 200k bao ship, cũng dảo như ý luôn. Bo thì nó già cắt ghép được liền ha. Mã số 6 nha anh chị. Và mã số 7. Số 7 này là con lên cây bạch mai tân tân, ghép 4 bo tàn nhánh đều, củ đế đẹp. Nói chung cây này thì nó củ đế đẹp hơn mấy bữa con lên nha, nhưng mà có một cái là cái hoành của nó thì nó sẽ nhỏ hơn tí xíu. Đo của anh chị mình xem. Tại cái củ này củ rất là bự nha các anh chị. 4 5 chân mà ghế nào ghế nấy vậy nè. Ghế nào ghế nấy, ngón tay cái, ghế dày là ngón chân cái không. Nhưng mà nó ôm vô cái ghế hết, nó không có ôm vô cái hoành nha các anh chị. Cái hoành thì nó nhỏ, sẽ nhỏ hơn mấy cái kia chút xíu. Mà cái củ đế thì nó sẽ to. Rồi. Cái này hoành khoảng 13 thôi. Đó. Hoành được 13 thôi anh chị, chứ nó không có to không ha. Nhưng mà cái củ đo của anh chị mình xem, củ này khá là lớn ha. Đây bệ đế nè, khoảng 29 nè ha, 29. Cây này chiều cao khoảng 4 tấc rưỡi, gần 5 tấc. Cây này giá là 420 bao ship của anh chị mình luôn, bạch mai tân tân, đang ra đọt rất là đẹp nha, không bệnh không gì hết, ghép 4 bo thay cành đều. Mấy cây này bao hàng của anh chị mình chơi tết vi vu luôn. Quay xa xa cho anh chị mình xem cái cây nè, cái tán nó rộng, nó đẹp hơn mấy cây bên kế bên lắm ha. Bên đây thì 380 thôi, nhưng mà con chim cần rẻ hơn là 380. Chậu lọt lòng 2 tấc rưỡi nè, mấy cái chậu nhỏ nhỏ là 2 tấc, chậu này chậu 2 tấc rưỡi ha. Tán rất là đều, rất là đẹp nha con chị. Cái này thì mã số 7 ha. Số 7 bạch mai tần tần, 420 bao ship. Và cây kế tiếp con lên của anh chị mình ha. Cây này cây cúc cam nha anh chị. Cây cúc cam dáng tàn thông khá là bự luôn. Tại cây này con ghép nó nhiều bo nha anh chị, tàn nhánh thì rất là đều. Cúc cam này nói chung là ít ai chăm sóc lắm nha anh chị, tại vì ít ai có. Cây thì giống như mảnh khảnh á, người ta ghép vô người ta không thích á. Đây cây này con ghép được 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 11 bo nha. Loại này cành nhánh nó rất là mảnh, mình nuôi rất là lâu lớn nha anh chị, nên ít người làm thôi, chứ mà làm con cũng không dám làm số lượng nhiều ha.
Rồi cây cúc cam, cây này thì nằm lọt lòng đang chậu 4 tấc, cành nhánh thì tái cành thì nó vậy đó. Cây chiều cao là 9 tấc nha anh chị. Chiều cao là 90 ha, tàn nhánh thì có anh chị mình xem nè. Tán ngang là 75. Tán ngang 75 là đã trừ hao cho anh chị mình xem rồi. Cúc màu cam, bông màu cam 36 cánh ha, 36 cánh, bông to bự, ngang ngửa cúc vạn phúc và cúc hoàng đế. Tay cành thì cỡ vậy là ok, đẹp lắm nha. Cây này con ghép nó hai mùa được rồi. Tại cúc cam mà hai mùa mà bự vậy thì có anh chị mình kiếm nó cũng khó lắm nha. Tại chột nó bự nè, có anh chị mình xem nè. Nó gần gần ngón tay út hết trơn à. Cây này mã số 8. Cây cúc cam, cúc cam này giá là 1,2 triệu bao ship nha các anh chị. Cây rất là bự nha. Thường là cúc cam cỡ này ít lắm ha. Thì các anh chị mình cứ xem kỹ thì được, thì mình về mình chơi chân Tết. Bông màu cam cũng tương đối giống như dạng thọ bông màu cam vậy đó, nhưng mà bông này là dạng cúc, nó ít rụng nụ nha, chứ nó không có rụng nụ như mấy cái hàng cúc kia. Loại này thì nó nở ra hình như là giống mình, nó rất ít rụng, 10 bông nó dữ lắm là nó rụng được 1-2 bông là nó rụng thôi, còn như là ok. Củ đế thì nó cũng đẹp nha. Đó, tai cành thì nó tương đối đều. Giá 1,2 triệu bao ship mã số 8. Và cây kế tiếp là một cây siêu bông bình lợi. Cây này mã số 9. Hàng vừa vừa gọn gọn cho anh chị mình chơi Tết được ha. Sửa tàn rồi. Cây ghép 3 bo, tàn nhánh đều. Cây này hoành 10. Củ đế thì hàng chân nơm nha cô anh chị. Chân nơm đế thì nó cũng khá vậy nè. Cho anh chị mình thấy lọt lòng chậu 2 tấc. Nói chung là hàng là con làm thì đa số là hàng lùng liền tròn nha anh chị. Chỉ có những mà cái cây mà nó dạng cao á, cao tầng thông con mới để cao thôi. Còn mà đa số nếu mà hàng cắt lùng là con để cho nó lùng xịt luôn, cho anh chị mình trưng trong nhà thôi. Chứ mấy cái hàng này là con không có lên cho anh chị mình những cái hàng mà kiểu mà cắt lỡ ở dưới trống quách là con không có làm mấy cái hàng đó ha. Rồi cái hàng siêu bông bình lợi này thì tay cành thì nó đều nè, nó tròn vừa thôi. Vừa gọn gọn để bàn cho anh chị mình rất là đẹp luôn nha. Cây này giá là 250 bao ship của anh chị mình ha. Củ đế thay cành này cũng tương đối ok, vô cái chậu nhựa kiểu này là ok ha. Đây 250k mã số 9 siêu bông bình lợi. Và đây cây cuối cùng mã số 10 thì con lên con anh chị mình một cây giảo tam sắc. Cái này thì loại là sáng bông màu cam đậm nha. Chiều của nó thì nó bông của nó thì chuyển sang trắng dần. Còn mà trưa trưa khi nó chưa chuyển màu thì nó chuyển dần dần từ màu cam chuyển thành cam phấn, rồi nó nhợt dần thành màu trắng nha anh chị. Chứ không phải là tự nhiên nó gọi là màu tam sắc đâu. Đấy, cây này con ghép được 3 bo nè, tàn nhánh đều, bông từ 82 cánh mới gọi là giảo tam sắc ha. Còn mà tam sắc hoàng mai thì nó bông là từ 5 cánh nha anh chị. Nên nó sẽ có khác biệt giữa cái hàng giảo tam sắc và giảo tam sắc hoàng mai. Hai loại nó khác nhau. Thì tam sắc hoàng mai bây giờ người ta cũng ít xài ha. Ít xài. Cây này hoành nó khoảng 12, chậu lọt lòng là chậu 2 tấc rưỡi, tàn nhánh thì nó cũng tương đối đều. Thì nhánh dài thì cô chú anh chị mình cứ bấm thôi về vô dây xương lại, thì cây này thì mình cũng chơi Tết được nha cô anh chị đó. Tại vì cây này thì ghép nó cũng tương đối già rồi đó ha, bo thì nó cũng khoảng nửa con tay út rồi. Cây ghép 3 bo tàn nhánh rất là đều, rất đẹp luôn. Củ đế hay được ha. Thì cây này thì giá là 380 bao ship của anh chị mình luôn ha. Hàng chậu lớn không chị, bên đây là hàng nhỏ nè, thường là 200 nè, còn bên đây mấy cái hàng lớn nha anh chị, nên giá nó hơi nhỉnh hơn tí xíu nha. Mã số 10 cây giảo tam sắc 380k bao ship ha. Còn mà bên đây của anh chị mình thích mấy cái hàng bảy tạo mà nó to hơn tí xíu, hàng chậu 2,5 gốc to á. Ví dụ gốc này nè, con ghép 4 bo nè. Mấy cây thường là mấy gốc thường con ghép có nó chừng 3 bo thôi. Mấy cây này thì con ghép 4 bo nè. Chậu tới 2,5 nha, hoành cái này hoành 11 nha. Tại cành thì nó cũng khá nha anh chị. Đó. Lá thì nó xanh, xịt trị bệnh trị nấm hết trơn rồi nha các anh chị. Bò trĩ thì cũng mới hôm bữa xịt rồi, nên cái đợt này nó lên nó không có bị ấy các anh chị, nên lá nó mướt, nước mướt mạnh ha. Thì cây này thì giá là 400 nè, 400 nè. Còn cây này thì giá là 408 nè. Nó cây này ghép 4 bo, cây này ghép có 3 bo thôi anh chị. Nói chung là lên thì lên các anh chị mình xem thì tùy theo cây ha. Nhưng mà đế đẹp dữ hơn thì nó hơi mắc hơn tí xíu, còn mấy cỡ này thì nó sẽ rẻ hơn nha các anh chị. Đấy, 480k bao ship một cây bảy tạo đó ha. Còn mà cô anh chị mình cần mấy giống khác như giảo cam cánh tròn đọt đỏ đây đó, thì cô anh chị mình cứ comment vô, con có thể gửi hình gửi mẫu cho anh chị mình xem ha. Thì cô anh chị mình xem được loại nào thì mình có thể liên hệ đặt hàng qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được nha anh chị. Nếu mà cô anh chị mình lướt ngang kênh thì cho con lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có những đóng góp ý kiến khác á, có thể comment phía bên dưới và nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con đều được ha, và nhấn vào chuông thông báo. Cuối cùng là chúc anh chị mình buổi chiều nhiều sức khỏe, mời quý anh chị trong video sau nha. Xin chào tất cả quý anh chị mình ạ.